Và có bạn nào nằm trong tuyến nhân vật chính đóng Hồng Mai này không? Các bạn này là diễn viên phụ bất đắc dĩ. Đây nè, thật ra là cũng ban đầu cũng có tìm diễn viên phụ mà lúc đó là 3-4 giờ sáng rồi. Trời, người ta cũng rất là trễ rồi, người ta về. Cuối cùng là không cùng diễn viên nào hết. Bắt buộc là lôi hết một đám trợ lý của phim. Trợ lý của Quang Trung, rồi trợ lý của anh Hồng Tú, trợ lý của đoàn phim, rồi các bạn âm thanh ánh sáng là ai là anh bứng qua cho đứng make up nữa. Đó là cho đứng lên trên đó, bắt đầu mọi người cứ bắt đầu diễn đi mà giống như là ban đêm ai cũng mệt rồi, mọi người cứ quờ quạo đúng như kiểu con ma luôn. Đó, không phải là diễn viên gì hết luôn á, toàn là người trong đoàn con bứng ra là. Vậy mà diễn có xuất thần vậy sao? Diễn y như ma, tụi con ma thì không mới đó. Đầu phim mà coi như là kêu trợ lý đóng rồi giết trợ lý luôn. Giết trợ lý luôn. Được, con cảnh đầu giết hết. Giết hết, mới xuất hiện trợ lý xuất hiện rồi giết hết.